Phật tử, tiếng trống trời đó không chủ, không tạo tác, không khởi, không diệt, mà hay lợi ích vô lượng chúng sinh, nên biết như lai cũng lạ như thế, vì muốn giác ngộ chúng sinh phóng giật, mà phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp, đó là tiếng không chấp trước, tiếng không phóng giật, tiếng vô thường, tiếng khổ, tiếng vô ngã, tiếng bất tịnh, tiếng tịch diệt, tiếng niết bàn, tiếng trí tự nhiên không có hạn lượng, tiếng Bồ Tát hạnh không thể hoại, tiếng trí địa vô công dụng của Như Lai đến tất cả chỗ, dùng những tiếng đó trong khắp pháp giới để khai ngộ vô số chúng sinh nghe những tiếng đó rồi, đều sinh hoan hỷ, siêng tu pháp lành, mỗi người đều ở nơi thừa của mình, mà cầu xuất ly, đó là hoặc tu thanh văn thừa, hoặc tu độc giác thừa, hoặc tu Bồ Tát vô thượng đại thừa, mà tiếng như lai chẳng trụ phương sở, không có lời nói. Phật tử, đó là tướng âm thanh thứ ba của như lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa Phật tử, ví như tự tại thiên vương có thiên thể nữ tên là thiện khẩu ở trong miệng của thiện khẩu vang ra một âm thanh âm thanh đó liền hòa đồng với trăm ngàn thứ nhạc trong mỗi mỗi tiếng nhạc lại có trăm ngàn thứ âm thanh khác nhau Phật tử một âm thanh từ trong miệng của nữ thiện khẩu vang ra vô lượng âm thanh như vậy nên biết như lai cũng lạ như thế trong một âm thanh vang ra vô lượng âm thanh tùy theo tâm ưa thích của các chúng sinh khác nhau thảy đều đến khắp đều khiến cho được giải thoát Phật tử đó là tướng âm thanh thứ tư của như lai các vị đại bồ tát nên biết như vậy lại nữa phật tử ví như đại phạm thiên vương ở tại phạm cung vang ra tiếng phạm tất cả phạm chúng thảy đều nghe được mà tiếng đó chẳng vang ra ngoài chúng các chúng phạm thiên đều nghĩ rằng đại phạm thiên vương chỉ nói với tôi diệu âm của như lai cũng lại như thế trong chúng hội đạo tràng thảy đều nghe được mà âm thanh đó chẳng vang ra ngoài chúng tại sao vì người căn lành chưa thành thục không đáng được nghe người nghe được âm thanh đều nghĩ rằng như lai thế tôn chỉ vì tôi nói phật tử âm thanh như lai không ra không trụ mà hay thành tựu tất cả sự nghiệp đó là tướng âm thanh thứ năm của như lai các đại bồ tát nên biết như vậy lại nữa, Phật tử, ví như nước, đều đồng một vị, tùy theo đồ chứa đựng khác nhau mà nước có sự khác nhau, nước chẳng suy nghĩ, cũng chẳng có sự phân biệt, âm thanh như lai like cũng lạ như thế, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát, tùy theo tâm khí chúng sinh khác nhau, nên có vô lượng sự khác nhau mà không suy nghĩ, không có sự phân biệt. Phật tử, đó là tướng âm thanh thứ sáu của như lai các đại bồ tát nên biết như vậy